Như nhìn cha và con và thân thần. Amen. Bình an của Chúa cùng anh chị em. Kính thưa quý cha cùng toàn thể anh chị em, chúng ta hiệp ý trong thân mệnh này cầu nguyện cách đặc biệt cho ông cụ Francisco Xavier và bà cụ Maria. Xin Chúa thương ban hạnh phúc thiên đàng cho ông bà cụ. Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho mọi người chúng ta luôn ý thức cuộc sống của mình ở trần gian này là ngắn ngủi, để rồi mọi người chúng ta từng giây phút chúng ta cố gắng hướng về quê trời. Đó mới là quê hương đích thực mà Chúa muốn cho mọi người chúng ta. Giờ đây chúng ta xin Chúa tha thứ tội lỗi thiếu sót của chúng ta để sửa.